Rồi con chào các bạn đi. Chào các bạn, tớ là Hello Kitty, giống bạn Hello Kitty. Bây giờ tớ sẽ làm cái bánh Hello Kitty cho các bạn. Cho các bạn xem nhé. Xin chào các bạn, tớ sẽ làm bánh quy Hello Kitty, nhà Hello Kitty với cả bạn Hello Kitty, với cả bố mẹ của Hello Kitty, với cả ông bà của Hello Kitty, với cả anh của Hello Kitty, với cả một em của Hello Kitty, tên là em gái, xin ơi là xin. Hai ba. Ping pong. Ping pong. Ping pong. Nhiều bạn nói nó còn ấy xem để quyển chuyện này cho bột đường vào rồi em hãy lăn. Thứ 9, thứ 3. Em hãy lặn một cái. Nặn. Nặn không phải lặn. Nặn một cái gì? Một cái gì là một cái gì? Một cái bánh thật ngon vào thành một cookie Hello Kitty. Và nó sẽ làm được các mọi thứ. Thế quá. Và em sẽ làm vì nó em sẽ làm ăn được thật ngon và thật ngon lòng lành rồi ăn mà cho nó ngon rồi nuốt vào trong bụng nuốt thử từ đến bụng từ sai đến từ một luôn. Thế hả? Mẹ ơi con thích cái con này. Con này là con gì? Con này là con mini. À con mini ấy nhờ, mẹ chưa có khuôn mini đâu. Mẹ chỉ có mỗi khuôn Hello Kitty thôi. Gì? Lấy Hello Kitty ra xem nhá.